Với lượng rác thải khổng lồ khoảng 1,5 triệu tấn một năm, Việt Nam đang trở thành quốc gia thứ tư sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines xả nhiều rác thải nhựa ra đại dương. Trong thời gian qua, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng cùng với nhiều địa phương đã quan tâm tới việc giảm thiểu rác thải nhựa. Nhưng hiện nay, vấn đề này vẫn đang gặp rất nhiều những khó khăn. Từ trên cao ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh về vùng biển Ninh Thuận thật sự rất ấn tượng với du khách. Nhưng đến bên những con sóng, đi dọc bãi cát ấn tượng về biển, ở đây lại theo chiều hướng khác. Rác thải nhựa đang hủy hoại bãi biển có tiếng đẹp, hoang sơ và trong lành này. Cũng có những cung đường rất là đẹp, mà em thấy nhiều bãi biển nó dơ, với rác thải rất là nhiều. Đôi khi khách du lịch người ta đi ăn uống xong người ta không có bỏ vô đúng nơi quy định đó. Những bãi biển ngập tràn rác thải nhựa không phải một hai nơi cá biệt mà trải dài khắp nhiều tỉnh miền Trung cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Đây là những gì được thải ra từ sinh hoạt hàng ngày ở các khu dân cư ven biển cũng như từ các du khách. 155 tấn rác ở Phú Quốc một ngày thì có trong đó có khoảng là 30 tấn rác thải nhựa. 1/3 trong số này thì được các cái đơn vị thu gom tái chế là dạng là các cái cơ sở đồng nát hoặc là thu mua phế liệu đấy, thu gom. Thế còn 1/3 thì được mang ra các cái bãi rác của địa phương, và còn 1/3 thì bị trôi nổi ra môi trường. Như vậy có thể thấy là hàng ngày có đến khoảng độ 10 tấn nhựa là bị thất thoát ra môi trường. Do đặc thù không được phân loại tại nguồn, hiện nay mỗi ngày cả nước thải ra một khối lượng khổng lồ rác thải nhựa. Chỉ riêng hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có tới 80 đến 100 tấn rác thải nhựa thải ra. Số lượng túi ni lông không phân hủy được sử dụng hàng ngày vẫn không ngừng tăng. Đấy, mặc dù là đã có một cái chính sách gọi là chính sách thuế đối với túi ni lông đó là 40 đồng một kg. Tuy nhiên thì bây giờ thì qua rất là nhiều năm thực hiện thì đến bây giờ kết quả đấy vẫn còn rất khiêm tốn. Các cái chợ vẫn là phát tràn lan. Tháng 6 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa và túi ni lông trên phạm vi cả nước, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền vận động mà chưa có các chế tài bắt buộc. Bắt đầu từ năm 2026 trở đi thì yêu cầu là 100% các trung tâm thương mại, các siêu thị hay các chợ thì khuyến khích người dân sử dụng 100% cái túi ni lông thân thiện môi trường thay vì là những cái túi ni lông khó hủy. Hay là trong cái lộ trình mà để mà kiểm soát chặt chẽ về phế liệu nhập khẩu, trong đó có phế liệu nhựa mà vừa rồi Bộ Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ là cũng cắt giảm tối đa những cái phế liệu mà nhựa mà nó có tiềm ẩn về nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như xây dựng các cơ chế chính sách về thuế, các hoạt động truyền thông khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng sản xuất sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.